hello và chào mừng quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh youtube của quý Việt à, kính thưa quý vị mới đây thì lại có một cái thông tin kêu bằng chấn động nữa bởi vì cái nhóm luật sư của tà am á họ vừa công bố một cái thông tin à, có thể nói là nhiều người cảm thấy khá là bất ngờ và thêm một cái thông tin à, họ ấp ấp mở mở một cái câu chuyện bí mật kêu bằng cái bí mật động trời nào đó cả nhà thì à, đầu tiên á là cái nhóm luật sư nói rằng á họ khẳng định một phần trăm nha họ khẳng định một phần trăm là không có chuyện à, À, gia đình thì em mình bờ vũ trụ là lừa đảo hay là loạn lưng à, họ khẳng định 100% là không có chuyện đó và cái căn cứ để họ nói chuyện đó đó là dựa vào cái vụ việc mà cơ quan chức năng ngày hôm qua đã làm việc tại hội gia đình tam đó là lấy mẫu xét nghiệm rồi đó thì à, cái nhóm luật sư đó là chính vào những cái dựa vào những cái căn cứ mà khi mà cơ quan chức năng làm việc tại hội gia đình tại am thì họ mới đi đến cái kết luận cuối cùng đó là không bao giờ một phần trăm không bao giờ có cái chuyện à, À, loạn lưng hay là lừa đảo ở đây à vì sao vậy cái nha theo lập luận của ông ông lân á, thì ông nói rằng cái việc mà ông khẳng định như vậy á, là bởi vì từ trước đến nay à, ông đã nghe chính những người trong hộ gia đình tại am nói là đã có xét nghiệm 3 hay bốn lần gì đó cho nên ông đi đến kết luận cuối cùng là chắc chắn không có cái chuyện à, loạn lưng hay lừa đảo à mình nghe mình hết hồn ủa vậy căn cứ nào ta à và ông nhắc đi nhắc lại các căn cứ mà để ông khẳng định rằng hội gia đình tại am không có loạn lưng hay lừa đảo đó, là do xét nghiệm nhiều lần à, đi đến một cái kết lượng hết hồn nữa cả nhà xét nghiệm nhiều lần tức là nói xét nghiệm hồi hồi cái lúc mà đi cách ly covid rồi xét nghiệm gì đó hai lần khi mà về đúng không trước khi mà hết hạn cách ly covid đó thì về là xét nghiệm lại một lần nữa rồi đến ngày 4 tháng 1 vừa rồi xét nghiệm một lần nữa lần thứ ba rồi mới đây ngày hôm qua là lần thứ tư cho nên ông luật sư này ông nói là chắc chắn không có cái vụ mà loạn lưng hay là lừa đảo chiếm đoạt tài sản bởi vì xét nghiệm nhiều lần. Trời ơi, nghe té ghế luôn. Căn cứ nghe hết hồn quá nha. Cái căn cứ à, mình xin nhắc lại nha, nhắc lại cho kỹ lại đó, là nhóm luật sư nói rằng hộ gia đình ta không có loạn lưng hay là lừa đảo chiếm đoạt tài sản bởi vì cái căn cứ mà ông khẳng định luôn á là do xét nghiệm nhiều lần. Cả nhà nên nhớ đâu, cả nhà không có nghe lầm đâu. Luật sư nói rõ ràng là hội gia đình tại am không có lừa đảo hay là không có loạn lưng vì đã bị xét nghiệm adn nhiều lần trời ơi nghe té ghế bởi vì ông nói á cũng không phải là không phải là sâu xa gì mà đơn giản là, là lập luận của họ rằng á là nếu mà xét nghiệm nhiều lần có là hội gia đình tại am bị đưa đi trong một trong vòng ba nút nhạc rồi à, tức là nếu mà có có dính vô cái tội lùm đoan á là đã đưa hồi lúc cách ly covid rồi à, cách đi mấy năm 3 năm rồi là hội gia đình tại Am Tiêu rồi chứ không phải định đợi đến thời điểm này. À, thì à, không biết á, là cả nhà mình ở đây nghĩ sao nhưng mà riêng với bản thân mình á, bản thân con thì con thấy nó quá trời vô lý bởi vì có nhiều cái chuyện lắm cả nhà, nhiều cái chuyện bên trong á, ngay cả bản thân con cũng tiếp cận được cái nguồn thông tin đó tận mắt mình chứng kiến luôn nhưng mà thật sự là không thể nào mà 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 chia sẻ hay là mà nói trên trên mạng xã hội được cho nên á, cái việc mà ông luật sư này ông lập luận theo cái kiểu là lập lờ như vậy đó đánh lận con đen á rằng là cái hộ gia đình tại am bị người ta ghét lắm hộ gia đình tại am là không được lòng dân chúng ở đó cho nên cơ quan chức năng cũng không ưa cho nên bất kể cái gì mà hộ gia đình tại am mà có dính líu là người ta sẽ truy cùng đuổi tận à, cho nên khi mà hộ gia đình tại am đã có cái vụ mà cùng quyết thống hay gì thì là đã bị người ta hốt trong vòng ba nút nhạc rồi tức là bị hốt cách đây mấy năm rồi đó à, thì cái lập luận đó là kiểu như chống chế thôi à, che mờ những cái che mờ mắt cho những cái fan cuồng fan u mê thôi à, chứ cái đằng sau đó đó khi mà cơ quan chức năng người ta làm việc người ta làm việc không phải vì vì cái tình cảm hay là cái cảm xúc mà người ta vì cái đơn ha à, vì cái căn cứ vào cái chứng lý cái pháp lý hay là những cái cơ sở nó thuyết phục chứ không phải là nói vì cái cảm xúc cả nhà cơ quan chức năng làm gì có chuyện mà cảm xúc nó ừ tôi thấy ghét anh đó đó là tôi phải làm sao mà triệt hạ anh đó hoặc là tôi thương người đó tôi làm sao phải cho người đó được được khen thưởng thì đâu có chuyện đó đúng không khi mà anh đối mặt ở trong cái pháp đình đó, thì có luật sư bên phía bị hại luật sư bị cáo người ta bụng người ta câm hay người ta không biết cự, cự cãi nếu như mà đưa thông tin sai sự thật đúng không hoặc là khi mà lấy lời khai không lẽ người ta khai gian khai dối đặng đến đứng trước tòa là người ta cãi lại đâu có được cái nào cũng phải ra cái đó nó phải có đầy đủ trình tự thủ tục và đầy đủ chứng lý chứng cứ thì mới kết tội người ta được cho nên á, cái việc mà cơ quan chức năng người ta chưa làm rõ ở thời gian trước á, là cũng có cái lý do của người ta. Nhưng mà tạm thời, một thứ nhất á, là mình chưa biết đầy đủ thông tin đó. Thứ hai là đó là cái việc của cơ quan chức năng người ta không muốn công bố. Thì chứng tỏ là những cái việc đó người ta không có muốn mọi người biết. Đúng không? Đơn giản vậy thôi. Còn khi mà ra pháp luật hay là khi có cái cái kết luận về IDN hay là có loạn lưng hay không hay là có lừa đảo hay không đó thì cái chuyện đó đến khi mà người ta công bố thì mọi chuyện nó sẽ sáng tỏ thôi à, chứ không có cái chuyện mà mà ghét rồi á, là phải làm sao phải tìm mọi cách để hãm hại à, nhóm luật sư này nó chỉ lập luận theo một cái hướng đó thôi một hướng duy nhất thôi nó là do cái những cái người trong hội gia đình ta họ khai là họ đã bị xét nghiệm mấy lần rồi xét nghiệm mấy lần rồi cho nên á lần này nếu mà xét nghiệm nữa cũng không ra gì còn nếu mà không có thì họ cũng cố tình làm cho có à, thì cái nhóm luật sư này cũng làm theo cái hướng đó cũng biện minh theo cái hướng của những cái người trong tà am họ 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 ngụy biển đúng không nhưng mà giờ chúng ta nghĩ đơn giản như cái thôi chứ thật sự mà nói cái thông tin về cái chuyện lụm lon à, lọn lưng của thiền em á nó phơi bài không phải nó phơi bài mà nó bị lan truyền cách đây khoảng ba bốn năm rồi người ta nói rất là nhiều về cái vấn đề của thiền am lọn lưng đúng không vậy thì cả nhà có dám làm một cái gì đó cho nó 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 mập mờ nó mơ hồ không đâu có ai dám mập mờ mơ hồ bởi vì biết chắc rằng rất rất nhiều người quan tâm đến cái vụ việc này kể cả những người muốn lật mặt hay là những người muốn biết sự thật hay là kể cả những cái con nhân đệ tử của ta thật sự còn rất là đông luôn cho nên không khi nào mà người ta làm mập mờ được người ta phải làm cái gì đó cho nó chắc chắn thế cho nên càng xét nghiệm thì chứng tỏ là người ta muốn càng khẳng định rằng cái chứng cứ đó là nó hoàn toàn phù hợp đúng không chứ còn bây giờ ví dụ như chúng ta xét nghiệm một lần nó nó nó, nó trùng hợp 98%. Đúng không? Thì còn 2% đó là sao? Cái người đọc rất là quan trọng luôn. Vậy thì cái người đó người ta có thể nói rằng là đã 98% xét nghiệm là nó còn cùng huyết thống. Thì nếu mà à, về cùng huyết thống không á, là bao nhiêu đó là đủ rồi cả nha. Bao nhiêu là đủ rồi đó. Nhưng mà về cái chuyện loạn lưng là nó cẩn quyết. Thì cái con số đó cần phải xác định cho rõ nữa. Cho nên người ta phải làm nhiều lần. Cái đó là cái lý do. Cái lý do kêu bằng rất là chính đáng. Để làm sao mọi mọi chuyện á là người ta không có kết luận sai để ảnh hưởng đến cả một gia đình rất là nhiều người chứ không phải là một hai người đúng không một hai người đây là đã nguy hiểm rồi còn này một cả một cái cái cái, cái, một cái gia đình rất là lớn vậy mấy chục người đó, à, và thêm một cái nữa rất là nhiều người quan tâm cho nên không thể nào có sai sót trong cái vấn đề này và chính vì thế người ta làm rất là cẩn thận người ta càng xét nghiệm lâu chứng tỏ là người ta đã thấy một cái sự ghê gớm nào đó rất là ớn cái bằng ớn lạnh luôn đó cho nên người ta muốn khẳng định rằng những cái gì mà họ đã thấy trước đó là nó hoàn toàn đúng chứ không phải là xét nghiệm nhiều lần chứng tỏ là mấy lần trước không có cùng quý không phải là lọn lưng cho nên phải làm sao làm hoài đặng cho nó 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 giống nhau cho nó trùng khớp với nhau để kết tội đó là tầm bảy ông, ông lưng ông lưng ông nói là vậy là tầm bảy ông đang cố tình gán ghép ông cố tình ông bẻ công sự thật làm gì có cái chuyện mà mà xét nghiệm nhiều lần để cho nó, 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 nó trùng khớp với nhau nói sao mà nói nghe rất là thiếu thứ thiếu, thiếu biết đúng không nha, rất là kém à, Ông nói là uh, hộ gia đình tại an bị người ta lấy uh, liên tục liên tục mấy lần như vậy á để uh, xét nghiệm làm sao cho nó trùng khớp với nhau để kết tội nói tầm bậy nó là du khống đúng không cái việc mà người ta kết um, chưa kết luận được người ta chưa công bố cái kết luận hoặc là người ta làm nhiều lần á là do người ta rất là cẩn thận bởi vì cái việc này nó quyên liên quan quá nhiều người quá nhiều người và cũng rất là nhiều người quan tâm cho nên người ta phải làm việc cẩn thận và càng xét nghiệm nhiều thì chứng tỏ là người ta rất là khó xử trong cái việc công bố này bởi vì nó liên quan đến trẻ em, đến 10 đứa trẻ và cái việc này nó còn kinh khủng hơn rất rất là nhiều những cái trường hợp ở thế giới luôn nữa chứ không phải riêng gì Việt Nam cho nên người ta làm cẩn thận là do chính vì cái việc mà người ta cẩn thận vì thế người ta phải làm nhiều lần. Đúng không cả nhà? À, làm một lần nó đã trùng hợp rồi, thấy sợ quá tại vì quá nhiều đó, phải làm thêm một lần nữa cho chắc ăn mà làm thêm một lần nữa nó cũng trùng khớp nữa thì phải làm thêm một lần nữa để trả lời với những cái cơ quan cao hơn nữa đúng không đôi khi ví dụ như làm ở một cái một cái địa phương nào thôi thí dụ mình nói ở huyện đi huyện người ta làm một lần người ta thấy cái sự việc là nó ghê quá kinh khủng quá người ta báo cáo lên cấp trên là báo cáo lên tỉnh rồi tỉnh lại thấy lại kêu xét nghiệm nữa thì cái lần thứ hai thì cũng nó ra kết quả y chang như lần thứ nhất vậy là coi như không có sai sót cho nên người ta sợ người ta phải báo cáo lên cấp trên nữa bởi vì cái việc này nó quá lớn quá kinh khủng phải báo cáo gì về cội bộ thì bộ cho xét nghiệm một lần nữa là lần thứ ba thì nếu như cái kết quả này nó trùng khớp với hai lần kia nữa là trời cú đúng không và cái chuyện này là cái căn cứ để cho chúng ta thấy rằng nó đã có một cái sự việc rất là kinh thiên động địa chứ không phải là như nhóm luật sư mà là đi làm nhiều lần là chứng tỏ lần đầu cũng không có cho nên cố gắng làm mọi cách để gán ghép để để hãm hại họ là sai lầm đúng không à, chắc chắn một điều như vậy à, mình xin khẳng định luôn sẽ có không bao giờ không có cả nhà Đó. bây giờ quan trọng là người ta công bố như thế nào thôi à. Rồi, cái vấn đề thứ hai nữa à, mà luật sư nói rất là quan trọng đó là khẳng định sắp tới đây sẽ có một cái câu chuyện kinh thiên động địa hơn cái kết quả ADN luôn. À, kinh thiên động địa như thế nào cả nha. Nếu mà thật sự theo những cái lời ấp ấp mở mở của nhóm luật sư thì theo mình nghĩ chỉ có hai cái vấn đề thôi. Cái thứ nhất là người ta khẳng định rằng có hay không cái vấn đề làm lo. cái thứ hai là cái chuyện diễm my xuất hiện hoặc là không xuất hiện gì đó chứ không có, có, có cái câu chuyện gì mà nó quan trọng hơn à, đối với hộ gia đình tại an nữa à, vậy thì cái chuyện mà IDN thì coi như là họ phất lờ rồi họ nói là làm gì có làm gì có chuyện lông lưng làm gì có cái chuyện lừa đảo cho nên chắc chắn à, theo mình nghĩ à, sắp tới đây sẽ có dấu hiệu hay à, là có tin tức gì đó của diễm my à, và nhóm luật sư đã khẳng định rất là nhiều lần cả nhà họ lập đi họ lập lại chuyện đó nhưng mà họ ấp ấp mở mở là sắp tới đây sẽ có câu chuyện kinh thiên động địa nó quan trọng hơn adn rất nhiều à, vậy thì còn chờ gì nữa chúng ta sẽ uh, quan tâm cái vụ nào cả nhà bởi vì thực sự mà nói vì bây giờ diễm my có xuất hiện hay không á là gia đình của ông thắng mới trông cậy người ta trông mong thôi chứ còn những người mà quan tâm đến cái vụ việc của thiện em thì người ta quan tâm về cái chuyện mà uh, ngày hôm qua cơ quan chức năng làm việc thôi đúng không người ta quan tâm chỗ đó đó à thôi thì chúng ta quan tâm cái gì thì chúng ta đợi cái đó còn họ quan tâm cái gì thì kệ họ à, cái quan trọng á, là cái sự thật của hội gia đình ta được phơi bày là được rồi ha à. rồi xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi đó. xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại